Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2020 và Nhật vừa mới tiếp tục về thêm một lô hàng âm ly bãi để phục vụ cho anh em. Những sản phẩm này thì nó sẽ trải dài khắp mọi phân khúc anh em ạ, từ giá cực rẻ chỉ với 1 triệu cho đến giá cao đến tận 10 triệu. Nói chung là giá rẻ có mà giá cao cũng có. Và những dòng sản phẩm này thì có cho một cái chất lượng cực kỳ là tốt anh em ạ. Đầu tiên là dòng sản phẩm mà rẻ nhất mà Nhật sẽ giới thiệu với anh em. Con này là đến từ thương hiệu là của Technic và sẽ có tên mua đồ là SU3100. Con này là con rẻ nhất mà trong video hôm nay Nhật sẽ giới thiệu với anh em. Con này thì có thiết kế hai cái đồng hồ vô nhìn rất là đẹp luôn em à. Con này thì chỉ có giá chỉ với là 1.700.000 đồng. Và điểm đặc biệt thì con này chạy đến tận là 4 sò sát rồi em à, 1, 2, 3, 4. Mặc dù chỉ âm đi cỏ hơn em, nhưng mà con này thì cho một cái sức mạnh và một chất âm rất là tốt và chiến tốt được với những cặp loa mà từ 3 tấc đổ lại. Cho anh em, con này sẽ trang bị luôn cả loa nét. Nếu anh em đang chơi một cái loa nhỏ trong phòng, anh em mua con này về sẽ là một lựa chọn hết sức là hợp lý. Và ở bên dưới là một cái âm ly. Con này thì sẽ đến từ thương hiệu là của Sony. Con này thì cũng có một mức giá cực kỳ là tốt, chỉ với 3.500.000 đồng anh em à. Con này thì sẽ là tên mua đồ là Sony 333 OSX. Con này là một cái dòng sản phẩm mà khá nổi tiếng của Sony, khi là nó tốt nhất trong cái phân khúc mà chỉ với là 3.500.000. Và Sony thì thương hiệu mà chắc chắn là tất cả các anh em đều biết. Chỉ cần anh em hàng ngày anh em xem TV, anh em mở lên thì sẽ thấy rất là nhiều quảng cáo từ máy giặt, điện thoại, máy lạnh của Sony rất là nhiều anh em à. Và con này thì cũng một dòng khá là nổi tiếng. Và con bên dưới là sản phẩm mà đến từ thương hiệu là của Pioneer. Là Pioneer 9800. Con này là dòng kỷ niệm đặc biệt của thương hiệu là Pioneer. Con này khá nổi tiếng anh em ạ, kỷ niệm 160 năm thành lập. Con này thì chạy tổng cộng là 8 sò sắt nét đen đỏ. Con này thì giá là 7.900.000 đồng. Và mặt sản phẩm này là mặt trắng anh em. Nói chung thì những dòng sản phẩm mà mặt trắng hiện nay trên thị trường thì cũng khá là khiêm tốn so với những cái dòng sản phẩm mà xài mặt đen như là Sony. Và bên cạnh là một âm ly này thì sẽ đến từ thương hiệu của Onkyo anh em à. Onkyo, và con này thì đặc biệt thì nó sẽ là xài mặt trắng và sẽ còn sò sắt nha anh em. Đây, thiết kế rất là đẹp luôn anh em à, có cả loa nét. Con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cũng rất là tốt, chỉ với 4.500.000 đồng. Con này là Onkyo A7. Con này là cái dòng mà cũng khá nổi tiếng trong giới audio, thì anh em cũng khá ưa chuộng so với cái dòng mà 701D mà trong video hôm qua thì Nhật có giới thiệu với anh em. Và con này thì có mặt màu trắng anh em. Một số anh em gần đây thì cũng liên hệ với Nhật để tìm những dòng âm ly mà có mặt trắng bóng gương nhìn cho nó sang trọng, thì đây cũng là một sự lựa chọn khá là tốt dành cho anh em. Còn cuối cùng là một sản phẩm mà Nhật giới thiệu với anh em là một cục đẩy công suất cao. Và cục đẩy này là dòng mà khủng nhất cho đến thời điểm hiện tại mà Nhật đang bán. Con này là USC 1700. Anh em cũng thấy là chiều cao đó, cũng thấy là nó cực kỳ là kinh khủng anh em à. Con này chạy tổng cộng là 32 sò sắt, cấu hình nó còn mạnh hơn hẳn con USC 1300 luôn em. Và con này thì chỉ có giá là 10.900.000 đồng. Đây là những dòng sản phẩm mà phải nói là cấu hình khủng để chiến với những cặp loa mà anh em cảm thấy là nó đánh không ra hết được chất âm khi mà chơi với những dòng âm ly này. Thì đến khi đó anh em cần phải có một cái cục đẩy mà công suất cao,
thì mới đủ để mà đánh bật ra được hết tích âm của cặp loa cho anh em. Hoặc anh em phối ghép với nhiều loa và lọc thì chắc chắn khi đó thì đây sẽ là giải pháp hợp lý nhất dành cho anh em. Và cuối cùng thì anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, xin chào tất cả các anh em.